Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của anh MMO của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn tham gia một dự án có tên là Nexaket các bạn, nhận 300 token FTH các bạn. Thì token FTH này hiện tại nó đang bán IDO ở trên Chupac các bạn. Thì để tham gia game này các bạn cần click trong link mô tả dưới video của mình mở sẽ làm tắt chatbot nó. Rồi, các bạn cho mình giúp. Gặp cha người ta. Click chu. Mình sẽ tắt. Này mà 7 3 4 mà. Này là số này số mấy ta? 17 3 14 nữa bạn, phải không ta? Ok, chính xác. Rồi, các bạn mới đáp lại các bạn xem tiếp kênh channel. Rồi bạn bấm don. Rồi này cấp cha, hai cấp cha với ta, còn này bao mặt dữ ghê ta. R5 B TG cha sai, làm lại IH M U B Z. Rồi, các bạn bấm cho này đớp nha các bạn. Rồi, tiếp tục follow từ Twitter và từ Tweetbot nữa các bạn. Rồi, trên từ Twitter nữa các bạn theo dõi nha các bạn. Like các bạn từ Tweet lên nha các bạn. Rồi, các bạn kiểm tra có kênh group bên CL bạn trên chưa, trên xong thì bạn bấm submit đi tên nha các bạn. Rồi, các bạn điền là username Telegram tất cả bạn nha các bạn. Giúp bà anh cùng vào chat tin, copy username Telegram mình. Là cho bot này. Tại ở copy lộn. Tại ở sao bấm nhấp lộn mà ta bấm xin biết đi tên. Dán vô đây nha các bạn. Tiếp tục submit đường link profile tại Twitter nữa. Và anh cùng nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sao chép liên kết. Đây là chatbot. Rồi sau đó submit link retweet nè. Đây là chatbot. Sau đó các bạn submit địa chỉ sonlet.io tất cả các bạn nha các bạn. Cô này chạy trên nền tảng của Son ha. Còn Son là máy khá là tiềm năng. Rồi, các bạn bấm vào reset nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ với mình nha, bạn gửi lên cho bot. Rồi, bấm balance đi chết số cầm kiếm được nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 300 token FTH nè. Bạn giữ đăng ký chia sẻ trong bè những thằng mình kiếm token nha các bạn. Vậy video mình đang kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.